1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Hôm nay là ngày cúng của bà chú Sứ Tiên Hương. Chú Sứ ở Á Nội đó chị nha. Bà chú Sứ Tiên Sứ. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 thường năm lễ hội của lịnh bà. Nay các cơ may chúng con về đây trước cung thịnh lễ lịnh bà. Sau đó cũng chúc cho ban bổn hội ở đây thanh tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành để làm tròn trách nhiệm lo cho lịnh bà. Nam mô tam cội cộng đồng chú Sứ Nguyên Nhung A Di Đà Phật. Thanh tâm con trẻ dòng cầu à chân tam còi lệnh bà chứng giang dài trên hồn thiên con gái nhà cầu giấy giang lên đi ba nơi đây cùng thanh ta cùng chỉ lệnh bà chân mình ngài hôm là chân mình
là bà chúa làng này. Bà đổ cho trăm vàng muôn họ, trăm họ đến nơi này bà quá giải mối tình thương. Cầu an cầu quyền giai gian, ở trong bóng ngồi là con của bà thành năm con gian giai. Được giáng xuống thiên đường.
trên trước điện phía quyền linh của lệnh bà, trở về lập tượng yên để phục điện thiên trợ duyên cho cơ mái của về đấy để làm vui cho lệnh bà. Dạ dạ. Nam mô Di Đà Phật. Thank you.
rồi cùng thiện duyên với lãnh hạ.